Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ đi chụp một bộ ảnh couple ở trong rừng thông nha. Hãy cùng mình đi khám phá ngày hôm nay của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ mặc chiếc váy xinh xắn này đây. Lúc mình đi thì trời hơi âm u, mà chỗ mình chụp thì lại là rừng thông cơ. Mong là ảnh chụp sẽ đẹp nhé. Gần tới chỗ chụp thì thấy hoa quỳ dạo này đang nở rộ đẹp quá nè. Nhảy xuống hái lấy luôn một bó, lại quá hợp cho concept hôm nay luôn. Cuối cùng thì cũng tới nơi rồi nè. Rừng thông này cách thành phố Bảo Lộc khoảng 5 hay 6 cây gì đó. Tuy không đi được Đà Lạt nhưng như này thì cũng giống như đang ở Đà Lạt vậy. Trời ơi đẹp lắm luôn á. Có cả cô dâu tới đây chụp hình nữa kìa. Cũng may là lên tới đây trời nắng khá đẹp nên chụp được khá là nhiều hình xinh xắn nữa. Hãy xem mình tạo dáng đây. Chà chà, trời ơi, chiếc váy thật là xinh. Mình rất là ưng cái váy này luôn á. Rồi có con chó đen thui, nhìn thấy mình thì nó chạy mất tiêu rồi. Ban đầu mình tính chụp hình với nó cơ nhưng mà nó chạy nhanh quá. Sau khi chụp xong thì cũng trưa luôn rồi, hai đứa khá đói nên làm hai tô bánh canh chả cá nóng hổi thơm ngon này đây. Tới chiều thì bọn mình có ghé vào một quán cà phê nằm ngay bờ hồ mang phong cách Nhật Bản nữa. Quán khá xinh mà view lại cực đẹp. Mình đã gọi một ly sinh tố dâu, còn người yêu mình thì kêu một cốc trà hoa cúc như thế này nè. Và ban đầu ông tính uống cái gì mà táo lên men cơ nhưng mà hết mất rồi. Mà ly này nhìn thì đẹp cực nhá, nên này cũng tranh thủ chụp với cốc trà luôn. Trong cốc này thì có đi kèm một cục xí muội nữa. Trong thì có hoa cúc, táo đỏ, táo tàu. Mình sẽ ăn cục táo tàu ở đây. Nhớ hồi xưa ăn táo tàu trong thuốc bắc của mẹ ghê. Cà phê xong rồi thì mình sẽ đi về. Tính ăn thêm cả pizza nữa mà cửa hàng đóng cửa mất tiêu, nên thay bằng bánh chuối đây đây. Trời ơi, ngon cực luôn.